Né mạnh hơn coi ạ. Hụt lắm đi. Bảy làng 6-7 con về hạ ở ở mép bên kia anh em ạ. Nó lại hạ đoạn trên rồi. Nó kệ nó tự tí nó tự dồn vào đây. Chào tất cả anh em nha. Chuẩn bị đón bão đây anh em ơi. Đấy, nhưng mà trận bão này nó chỉ mưa thôi anh em nhá. Còn tâm bão là mình xem thấy nó đi về Trung Quốc cái nào ấy. Thế lại ngon anh em ạ, đúng không? Đỡ phải đổ lưới. Đấy anh em nhá. Chỉ có mưa nó mưa cho dã cho 2-3 ngày mưa nữa thì có mà nữa chỉ có mà mỏi tay đúng không anh em. Đấy, dưới ruộng này có mấy con anh em này. Cái này có 2-3 con tê tê à? Dính rồi. Con nó mọc ở nó xương gỡ. Còn mình với thằng Minh gỡ mấy con ở trên đường nữa anh em. Vừa lùa được mấy con này này. Vừa lùa được mấy con trên đường. Cho còi nó xuống đây nữa. Còi nó thích lội cho nó lội anh em ạ. Mình với thằng Minh gỡ trên đường đây. Vừa có 1-2 con nó đậu đỗ ở trong góc này. Là ném đất dính được. Đôi gà lùi nhau. Đây. Hai trống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, đang họ đây đó. Ôi, hạ lúa rồi. Anh ạ. Hạ lúa mất rồi. Tối rồi lại chết rồi. Đôi gà lùa nhau anh ạ. Dã có một đàn rồi tầm gần chục con nó đang hạ trong ruộng lúa này anh ạ. Chắc cái tầm trưa trưa hoặc là tầm tiếng hơn tiếng sau là nó tự bốc đến nọ thôi. Thế nó đang hạ trong lúa nó ăn. Ăn trong lúa anh ạ. Lùa cụ này vừa bay ở lưới xong rồi nè. Xe máy đi qua nó bay vào lưới anh em ạ. Thế nó hạ luôn rồi mình không biết nhà mình rồi. Ừ. Này, nó tin đấy nhỉ. Còn mấy con này đã đánh rồi con đấy không? Xe máy đi qua nó đâm vào lưới đấy anh em ạ. Lại dưới con này đi. Xe máy đi qua nó bật đâm vào lưới đấy anh em. Hai con này. Bốn lắp con. Mấy con rồi mình? Bốn con. Bốn con rồi. Chuyện này kiểu gì vẫn còn. Chúng ta máy 2 tính dễ anh em ạ. Một tiếng tê tê vàng thì mình tắt đi. Với cả gà đồng thì mình tắt đi. Đánh mỗi 2 tính dễ thôi. Đâu. Ôi trời. Đi qua cả con này anh em này. Đấy, nó toàn hạ rìa 1 đây anh em này. 2 con hạ rìa 1 rồi.
Béo. Dạ béo anh ạ. Đợt này dạ đầu mùa thì con nào béo hết rồi. Ướp. Bây giờ mình gỡ con mẻ đấy anh em. Sáng từ 6 giờ đến bây giờ mình gỡ con mẻ đấy. Hôm nay nắng quá, để có ba con tê tê, tất cả là con đấy con gì đấy? Hai tê tê, con cạc keo. Cạc keo. Hai ba con dẻ run. Để cả cạc keo này anh em này. Cạc keo. Trong tính tê tê của mình thêm cả tính cạc keo nữa vào, đánh tổng hợp luôn này. Keo chân. Đấy, tính tê tê có cả tính cạc keo ở trong đây nữa, có cạc keo vẫn được bình thường anh em nhé. Trồng cái chân. Chân. Còn cá kheo với chân, nhiều chỗ anh em gọi là chân hương, còn là cá kheo. Những cái chỗ dạ thối như này không hôm nào nó không được anh em ạ, không hôm nào nó không được đấy, kể cả trong lều mình nhìn nó không có con gì dính lưới nhưng mà đi lên cái chỗ đấy vẫn được à, kể là dính vọng một đấy mình không nhìn thấy đấy. Mai kia nó bắt đầu mưa rồi anh em nhá. Miền Bắc của mình mai kia nó bắt đầu mưa rồi. Chỉ có mưa thôi, không có gió anh em ạ. Bắt đầu mưa rồi. Kiểu là mưa bão đấy anh em. Sáng ra tôi cho âm lượng nhỏ lại một tí anh em ạ. Nắng này chim vẫn về anh em nhá. Có này mưa có mà hốt bạc như này anh em này. Nhà được 30-40 hết rồi anh em ạ. Chim có này về rồi. Chim có này về nhiều anh em, tháo hồ mà gỡ này anh em này. Trận mưa này anh em này. Trận mưa bão này. Và cơn bão số 3 gì đấy. Ở đây nó mưa ròng rã cho 3 ngày thì anh em chán không muốn gỡ chi luôn. Bắt luôn chi đây nhá. Son son được tí anh em ạ. Đấy, anh em lỗ mạnh không? Hôm nay mình chắc được tầm gần 40 rẽ đấy anh em. 37, 38 con rẽ. Trên mất 1-2 con gì đấy anh em ạ. Nó dính ở dưới ruộng này, nó dính dưới bọng 1 đấy. Trùng nước. Trùng nước chết. Tầm 37, 38 con rẽ đấy anh em ạ. Hai con mấy con rẽ nhảy không? Dẻ dạ, lần này con béo thôi anh em ạ. Bắt tê tê cho anh em xem. Mình được 3 con tê tê, 1 con gà đồng anh em. Hôm qua gà đồng chúng mình đã không đi, được có 1 con. Với cả sáng ra nhìn thấy 2-3 con, nó chuyển cánh gà đồng này. Chắc là tối lại được lốt thôi, gà đồng mà. Tê tê. Tê tê vai. Một con cá kheo. Bắt chim cho anh em xem một tí cho đã. Thank you.
quay sơ sơ cho anh em xem thôi. Chủ yếu là cập nhật cho anh em xem mà tình hình là cơn bão là anh em này. Chuẩn bị là có bão đấy. Nhưng mà bão, tâm bão là về đâu ấy, về Trung Quốc hay sao anh em. Còn chúng mình ở miền Bắc của anh em mình là ảnh hưởng mưa thôi. Ảnh hưởng mưa 1-2 ngày thôi anh em ạ. Ôi thật anh em ạ. Sắp chuẩn bị có bão này, ôi thật đấy. Kệ nó anh em, mình vẫn đang đánh bình thường đây mà. Không anh em. Rẽ này anh em, rẽ phải cho vào gầm thường nha. Đấy không, người ta đi qua người ta nhìn thấy người ta lại khổ đấy anh em ạ. Tiếng mới của mình vẫn đang để cho anh em đánh đây anh em ạ. Đấy, số điện thoại của mình là 0969 254 964 anh em nhá. Đây, tiếng mới này mà đánh cái đợt mưa này thì thôi rổ luôn anh em ạ. Cái đợt mưa bão sắp tới này. Cái con lũn ruộng. Lũn ruộng à? To phết này, lượn trên trời thì to phết đấy anh em ạ. Đây, dĩa này anh em này. Đợt này nó về toàn rẽ này thôi anh em ạ. Đây là con rẽ thường đây này. Đấy. Khi nào bắt đầu rẽ xe về mình sẽ thông báo nhá. Còn bây giờ là đang về cái loại rẽ thường này nhiều lắm này anh em ạ. Đợt mưa này anh em tháo hồ bắt luôn anh em. Đấy. Mình mấy ngày cứ đều chim rồi anh em. Hôm nắng này mà mình được hơn 30 này, đợt này mưa mà đầy luôn anh em ạ. Ôi, cũng đến ngày giờ nó phải về phải không anh em. Đấy, không về làm sao được đúng không anh em. Tiếng thì sợ mới là không có chim về thôi anh em. Có chim về phát một luôn. Đang oi thật đấy anh em. Để đang nắng đang oi này anh em. Thôi mình về đây anh em nhá. Bye bye nhá. Đây là tập 5 rồi anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Chủ yếu là mình lên video này để cập nhật tình hình cho anh em đánh thôi. Đánh cái đợt mưa bão này mai kia bắt đầu lổ thì mình sẽ quay mạnh cho anh em xem nhá. Bây giờ thì nó vẫn, bây giờ mới có chim về thôi anh em ạ. Đấy, còn nó chưa vỡ trận đấy nha. Bởi là vỡ trận làm trăm rẽ cho anh em xem lúc ấy nó mới khoái được. Anh thế đấy. Ba chờ cả anh em nhá. Về đây anh em nhá. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào!